Trong ngày Tết Việt, bên cạnh việc vui xuân trải hội thì thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị đặc trưng, phong phú và bắt mắt là một nét văn hóa không thể thiếu đối với mỗi gia đình Việt. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng theo chân Vi Trâm tìm hiểu về một mâm Tết cổ truyền quý vị nhé. Đối với người Việt, mâm cổ Tết không chỉ là sự hội tụ của tinh hoa ẩm thực, với những món ăn đậm đà hương vị, đa dạng sắc màu mà còn thể hiện rất nhiều ý nghĩa tâm linh, mang đậm nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Chính vì vậy, văn hóa ẩm thực của người Việt trong 3 ngày Tết còn có ý nghĩa về một sự đoàn tụ, sum túc và may mắn cho cả năm. Chào chị Thắm ạ. Chào Vi Trâm. Ôi, chị đang bày biện cho mâm cỗ ngày Tết đúng không ạ? Nhìn cái mâm ăn rất là bắt mắt, chắc là ngon lắm đây ạ. Vậy thì một cái mâm cỗ ngày Tết thì gồm những món gì thế ạ? Thì chắc là mọi người đều biết, đầu tiên đấy là bánh chưng. Bánh chưng là một cái món mà không thể thiếu, và khi mà chúng mình nghĩ đến Tết thì chắc chắn là nghĩ đến bánh chưng rồi. Thế và xong đó là một cái món cũng không thiếu trong ngày Tết, đấy là con gà. Bánh chưng và gà. Thế thì mâm cơm ngày Tết thì ngoài bánh chưng và gà, cá nhân mình thấy nó giống như là của cả Bắc Trung Nam rồi, thì còn có những các cái món mà đặc trưng riêng của miền Bắc hoặc là miền Trung hoặc là miền Nam. Và mỗi món ăn thì chắc hẳn có những cái ý nghĩa riêng và đều là hướng đến là cầu chúc một năm mới rất là may mắn đúng không ạ? Và trong rất là nhiều món ăn này thì Vi Trâm vẫn ấn tượng nhất với cái món bánh chưng đó chị ạ. Dù là phải giữ dáng để lên hình nhưng mà nhìn cái bánh chưng rất là thơm ngon. Có vẻ là Vi Trâm rất là hứng thú với việc nấu bánh chưng, thì lát nữa chúng mình sẽ cho Vi Trâm tận tay gói một cái bánh chưng. Chị có thể cùng bắt tay vào công việc này với Vi Trâm được không ạ? Ok. Là để có một cái bánh chưng thì mình cần có những cái nguyên liệu gì ạ? Mình nói trước về cái bánh chưng cổ truyền. Thứ nhất là mình phải có cái lá dong. Lá dong thì thường là mọi người sẽ trồng trên rừng, cho nên là nó có cái những cái lá khác nó rất bẩn, cho nên là mình phải lau thật là kỹ. Tiếp đó là mình cần phải có gạo. Thì cái gạo nếp cái hoa vàng vẫn là cái gạo mà mình ưu tiên nhất. Gạo ngâm khoảng 4 đến 6 tiếng, xong đấy mình cho muối cho nó vừa miệng. Một cái rất quan trọng đấy là nhân bánh chưng. Nhân bánh chưng bao gồm có đậu xanh và thịt ba chỉ. Chị gói trước một cái nha, xong đấy là Trâm sẽ gói sau. Thường là những cái bánh chưng thì chị thì không có, có rất nhiều cái cách gói bánh chưng. Mọi người có thể là gói bằng xếp lá, nhưng mà chị thường thì chị gói bánh chưng thì chị gói luôn trực tiếp bằng tay. Khi mà gói vuông rồi, mình sẽ dỗ cái bàn tay ở đây. Mục đích là để cho cái gạo nó rơi xuống, nó sẽ không bị dính và cái bánh nó sẽ vuông. Và lúc đấy là mình sẽ đẩy vào đao. Này. Thì cái bên này mình cũng cần dỗ lại để cho nó rơi hết và nó chặt tay. Đó thì mới chỉ là hai lá thôi là cái bánh nó sẽ vuông như thế này rồi. Thế mình gói thêm một cái lá này nữa cho nó xinh nha. Bây giờ em cũng rất là háo hức, muốn tự tay mình làm một cái bánh chưng này. Và rất là cảm ơn chị Thắm đã dành thời gian cùng với chương trình ngày hôm nay ạ. Và bây giờ là giây phút mà chúng ta cùng quay quần bên người thân và gia đình, cùng thưởng thức những món ngon mang đậm hương vị ngày Tết, và cùng cầu mong một năm mới thật bình an và may mắn. Và bây giờ chúng ta cùng chúc mừng năm mới.